Rồi, xin chào tất cả anh em nha, đã quay lại với kênh Máy móc Việt Nam Bình Tân. Thì hôm nay em sẽ là review cũng như cho anh em thêm một số thông tin về sản phẩm của Hồng Ký nữa nha anh em. Thì sau lưng của em á, nó sẽ là hai cái kệ chân của Hồng Ký. Thì với mẫu máy của Hồng Ký á, thì anh em sẽ có là 3 mẫu máy để anh em mình lựa chọn, từ cơ bản tới tiêu chuẩn, và dòng cao cấp nhất thì sẽ là dòng thương hiệu Pro nè anh em. Dòng Pro thì hôm nay em sẽ là review tới cho anh em một con máy hàng que điện, cũng như là công suất nó là 200 chuẩn nha anh em, 200 chuẩn của Hồng Ký luôn. Thì anh em nào mà muốn theo dõi cũng như là đang có nhu cầu đầu tư quan tâm một con máy có thể là hàng được que 3 ly, 2, 4 ly, hỗ trợ 5 ly luôn á, thì anh em đúng là phải xem cái video này rồi. Đây chính là nhân vật chính nha anh em. Thì mẫu máy này á, nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu cho tất cả anh em làm nghề, cũng như là anh em làm cường độ cao, anh em hàng liên tục, hàng ngày, hàng đêm luôn. Thì mẫu máy Pro dòng mà xuất khẩu của thằng Hồng Ký sẽ là dòng tốt nhất để đáp ứng được tất cả nhu cầu cho anh em mình. Và hiện tại mẫu này thì Máy móc Việt Nam cũng có bán kèm thêm một số sản phẩm, khi mà anh em mua máy rồi mua thêm sản phẩm bán kèm thì chắc chắn giá sẽ tốt hơn cho mình nha. Thì để em nói sơ về con máy này cho anh em mình cùng biết, cũng như là anh em nào đang muốn tư vấn máy. Thì mẫu máy hàng que của Hồng Ký, thì riêng dòng Hồng Ký nè anh em, đó, nó sẽ có một cái thùng khá là chắc chắn, và dòng Pro thì nó sẽ là màu xanh biển nha anh em, dòng màu xanh biển. Và dòng của Hồng Ký á, con này sẽ là dòng hàng chuẩn cho anh em luôn, 200A nè, đó, có ghi thông tin lên cho anh em. Đó, dây hàng thì nó sẽ đi kèm cho anh em là một bộ dây hàng rất là xịn sò, dài 7m cho mình, kẹp mát 2m, súng kẹp hàng 5m cho anh em nha, 5m. Và cái số lượng que cũng như là nó có thể đốt được que là từ que 2 ly tới 5 ly luôn. Đó. Và dòng này thì nó ghi là 3 ly 2 nè anh em, 3 ly 2 nè, 2 ly rưỡi nè, rồi 5 ly. 5 ly thì nó sẽ là hỗ trợ rất là tốt cho anh em mình trong cái công việc anh em mà hàng những cái loại sắt dày 10 ly rồi á, dòng này có luôn, đáp ứng được cho anh em mình. Và khi mà anh em xem mô phỏng thì con này nó cũng có cái chế độ chống giật nha. Đó, có cái luôn cái chế độ chống giật cho anh em. Rồi thì riêng về cái chế độ bảo hành của Hồng Ký á, thì rất là tuyệt vời cho anh em mình luôn, bảo hành cho anh em 18 tháng, và riêng dòng này nó sẽ có thêm bảo hành cho anh em là 15 ngày. Đầu tiên sẽ một đổi một trong vòng 15 ngày, nếu như anh em xài mà có trục trặc về máy hay là gì đó thì giác con máy tới em đổi mới cho anh em mình luôn trong 15 ngày đầu tiên. Rồi thì bây giờ mình sẽ là thấy một con máy Hồng Ký 200 Pro nha anh em. Hồng Ký 200 Pro thì nó sẽ có thêm một cái giấy để hỗ trợ anh em trong cái vấn đề mà anh em muốn đổi mới trong vòng 15 ngày đầu tiên á, thì anh em bắt buộc phải giữ giúp em cái tờ giấy này nha anh em. Tờ giấy này, trên tờ giấy này thì sẽ có là thông tin số seri cũng như là mã máy rồi cho anh em mình, và có mã QR nữa nè anh em, mã QR. Rồi anh em chỉ cần giữ cái tờ giấy này thôi là Máy móc Việt Nam sẽ bao cũng như là lo hết cho mình nha. Riêng về phần máy thì đập vào mắt anh em sẽ thấy một con máy với cái cấu hình nó khủng nha anh em, cấu hình nó khủng nha. Đó, phía trước cấu hình thì sẽ có hai loại công tắc cho mình luôn, một cái công tắc là nguồn nè, rồi một cái công tắc dưới là chế độ chống giật cho anh em nào làm ở những cái môi trường ẩm ướt thì mình nên là bật chế độ này để cho nó an toàn hơn. Riêng về mặt đồng hồ cũng khá là chắc chắn cũng như là lớn cho anh em mình có thể là xem được rõ cái dòng hàng. Đây là nút tăng chỉnh dòng hàng nè anh em. Rồi được in cái mã cũng như là có cái logo của Hồng Ký, mã là 200 Pro. Ở dưới thì nó sẽ là xài là giắc lớn nha anh em, xài giắc lớn. Hai rồi bên hông thì sẽ có thêm một cái logo của Hồng Ký nữa dành cho anh em mình, mắc in Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao, dành cho anh em nào mà muốn xài hàng Việt Nam nha anh em. Xài hàng Việt Nam thì nên đầu tư dòng Hồng Ký loại Pro tốt nhất thị trường hiện tại. Con máy này khi mà nó hàng được cái công suất là hàng tới que 5 ly đó, thì anh em cũng biết là tụ nó rất là lớn và cái cuộn cán của nó để đáp ứng được cái nhu cầu. Còn về bộ phận tản nhiệt thì sẽ có thêm mấy cái miếng tản nhiệt và cái quạt rất là lớn nè, để đáp ứng tốt được cái công việc đó. Riêng về bốn góc thì nó sẽ có thêm vài chi tiết nữa để bảo vệ con máy anh em tối đa khi mà mình xài, tránh cái trường hợp va chạm anh em. Đó thì sẽ có thêm bốn cái đế lót nữa ở bốn góc để bảo vệ con máy, phía trước, phía sau và ở dưới luôn. Đó rất là chi tiết. Còn ở dưới thì nó sẽ có thêm cho mình là bốn cái đế cao su nha anh em. Rồi còn về công nghệ thì nó sẽ mang trên mình là một cái công nghệ IGBT nè anh em, và inverter để tiết kiệm điện năng khi mà anh em xài với cái cường độ cao á, thì nhiều anh em làm thợ thì mình cũng nên đầu tư những con máy có cái công nghệ này để tiết kiệm được điện năng tối đa, để giảm thiểu cái chi phí nhất định khi mà anh em hàng nhiều nha anh em. Đó thì nên mua một con máy công suất lớn nè, có cái công nghệ inverter để giảm tải điện năng tối đa, tối thiểu cho anh em mình khi sử dụng. Thì nãy giờ review cũng khá là nhiều rồi, thì bây giờ em sẽ là vào công việc chính là thử đốt cho anh em mình 2-3 loại que hàng để anh em có thể là xác định cũng như là xem xét được cái chu kỳ tải của que khi mà mình xài những cái loại que lớn và que nhỏ thì cái lửa nó có thay đổi, cũng như là anh em sẽ đánh giá thêm một số điểm khách quan khác như là có bắt lửa không nè đó, và cái lửa nó có nhiều hay tung té như những dòng sản phẩm khác không. Thì bây giờ em sẽ là vào vấn đề chính, test que hàng cho anh em cùng xem. Rồi thì bật máy lên nha anh em, máy thì sẽ có cái công tắc nè, on off thôi. Còn chế độ chống giật thì anh em nào muốn bật á thì nó sẽ có hiện một cái nút đỏ nè, còn muốn tắt thì cứ bật lên nè, bấm xuống là xong. Rồi thì bây giờ em sẽ là thử hai loại que.
3 ly 2 và 4 ly thôi anh em. Thì que 3 ly 2 thì em sẽ chỉnh cái dòng nhỏ lại một xíu, tầm 150. Rồi, vô. Rồi, hàng xong một que 32 rồi thì bây giờ mình sẽ là chỉnh mắt dòng hàng nha anh em, để thử với que 4 ly. Rồi nãy giờ hàng xong thì gõ sỉ nha anh em. Đó, này là em đang hàng trên, này là em đang hàng trên cái phôi sắt là 10 ly nha. Đó, thì rất là ngấu luôn. Để cho tất cả anh em công trình cũng như là chuyên thợ hàng que lớn sắt dày á, rất là ngấu. Rồi thì anh em cũng đã trải nghiệm qua tất cả luôn, anh em vừa được em tư vấn nè, cũng như là cung cấp đầy đủ thông tin của máy và cho anh em test trải nghiệm thực tế. Thì anh em nào mà thấy mình có nhu cầu và mình đang muốn đầu tư một con máy khỏe và đầy đủ chất lượng như con máy Hồng Ký 200 rồ này á, thì anh em sẽ sở hữu được thêm cả bộ dây hàng kẹp mát 100% bằng đồng nha anh em, dài tới 7 mấy lần đó. Rồi thì anh em chốt được con này với cái giá thì bên em đang bán hỗ trợ cho tất cả anh em mình cùng nhau đầu tư cũng như là làm thợ, giá chỉ 4,4 triệu thôi là anh em đã có một con máy 200 bờ đồ Hồng Ký nè, 7 mét dây. Còn trường hợp mà anh em muốn mua thêm một số phụ kiện nữa như là que thì bên em đang có bó que 5 kg, que 3 ly 2 nè, thì bên em sẽ bán hỗ trợ thêm cho anh em trường hợp là anh em ở gần nha. Chứ còn anh em ở xa thì anh em về địa phương anh em mua nó sẽ rẻ hơn, tại vì 5 kg này mà vận chuyển từ chỗ em mà ra chỗ anh em thì giá rất là cao. Và anh em làm mà đã làm công trình làm nhiều rồi thì chắc chắn anh em phải có thêm một cái mũ hàng để bảo vệ anh em đó, bảo vệ anh em, bảo vệ mặt, bảo vệ da. Thì bên em sẽ bán hỗ trợ thêm cho anh em một cái mũ hàng này, mũ hàng của Rilan bên em bán là 500k, nhưng mà anh em mua con máy hàng rồi, anh em mua kèm với món hàng này nữa thì bên em bán giá chỉ còn 350 thôi nha, trên cả nước luôn để anh em mua. Rồi thì anh em nào có nhu cầu mình muốn có hàng ngay để mình xài thì anh em nhấc máy lên gọi ngay vào số hotline 0906 779 465 của máy móc Việt Nam Bình Tân để được hỗ trợ tất cả về thông tin của máy cũng như là giao hàng sớm nhất cho anh em nha. Còn anh em nào mà ở gần địa chỉ 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân thì mình có thể là chạy qua tại cửa hàng mình trải nghiệm thực tế và mình mua máy, chốt đơn mình đem về. Kèm đó thì anh em có thể là mua thêm vài món hàng nữa là bán phụ thêm cho anh em á, đó dành cho anh em mình, giá sẽ rất là rẻ nha anh em. Và cũng cảm ơn tất cả anh em đã bỏ thời gian quý báu ra xem cái video tới đây. Đó, anh em nào chưa subscribe kênh thì nhớ cho em xin một lượt subscribe kênh để mỗi khi mà bên em lên những video mới nhất, hay nhất á thì anh em có thể là vào xem và trải nghiệm và chốt được cái đơn hàng với cái giá thành rất là rẻ nha anh em. Còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những chương trình tiếp theo.